Trời đất ơi, nó đi đâu mà má cũng đang ngồi má chờ nè. Tối nay là lãnh giải mà nó đi tới giờ nó chưa về. Má ngồi má đợi, má chờ muốn chết luôn đây nè. Mệt con quá đi. Trời đất ơi, bồ bịch cái gì không biết nữa. Mẹ động tới bồ bịch cái nó giọt nó đi mất tiêu rồi, má không biết nữa. Rồi. Rồi sao cướp rồi? Quỷ thần thiên địa ơi. Vậy đó, ở xa nó hỏi con nó, cái mình nói gì con nó, cái nó binh con nó, cái nó cúp à. Thiệt tình khổ ghê. Ôi. Ừ. Đi đâu giờ này mới về ạ? À? Ngoài mới nói chuyện với ai mà coi bộ giận dữ vậy ngoài? Ừ. Hết. Trời 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 trời. Mày nhậu phải không? Đi uống rượu phải không? Rồi lập bè lập cánh dường quân rồi nhậu phải không? Vậy mà tôi tưởng đi đóng phim tôi mới ngồi đi tôi chờ, chứ tôi biết đi nhậu là tôi sắm cái roi tôi để ngoài cổng kìa. Hả? Đi Đâu đâu? có đâu ngoại, con đâu có đi với anh Quân. Công việc mà ngoại, cái này người ta gọi là chúc rượu xã giao đó ngoại. Xã giao phải có rượu hả? Ừ. Dạ. Xã giao bây giờ phải có rượu. Dạ. Trời đất, sợ luôn. Ngoại. Thôi đi. Giỡn chút mà Thôi ngoại. đi đừng giỡn Đi mà. mà ngoại. Thôi đừng nịnh. À, con nghe như là ngoại hẹn với một ông trong nhóm dưỡng sinh phải không? Tao đánh cái chết bây giờ. Ông năm ông sáu gì. Đúng rồi nha. Nè, Ừ? chị hai con mới gọi về đó. Vậy chị hai có gọi hỏi thăm anh hai Có. không? Chị hai hỏi, chị hai lớn hỏi thăm hai nhỏ có bạn gái chưa. Rồi chừng nào quay xong phim thì qua bên chị trời. Hả? Mẹ con lúc nào cũng hỏi vậy. Vậy chứ hỏi gì bây giờ? Thôi con đi tắm đây. Ủa cái thằng. Lát tối con còn đi nhận giải nữa. Thôi đi lẹ đi. Con đi nghe. Nè Nói tao có nói. Nè nè nè, có cần bà ngoại ủi đồ cho không? con ủi rồi. Thôi tôi mệt quá. Mệt quá, cháu với chắc vậy đó. Mỗi lần hỏi tới cái chuyện vợ con nó, cái nó dậy nảy, cái nó đánh trống lảng, cái nó bỏ nó đi. Trời ơi, sống làm sao bây giờ trời. Thấy ghét. Tên tên tên. Mình đúng là thám tử chuyên nghiệp đó mà. Thiếu gì vậy ta? À, đúng rồi. Không được. Đam mê quyến rũ, ngây ngất khó quên. Không biết khi nào mới có nhãn hiệu nước hoa Cẩm Hương ta. Chắc là không bao giờ có đâu. Vô đây đi cậu. Dạ. Mami. Trời ơi, giờ này tối hù đi đâu đây con? Má này, con lớn rồi, con đi đâu mất cũng hỏi hả? Chết đi. Dạ. Còn 60 tuổi vẫn là con của má nghe chưa? Càng lớn là càng phải đi thưa về trình, thấy không? Bộ lớn là không còn là con của má hả? Trời ơi, mới hỏi thì đã như vậy rồi. Mới cắm cái quýt chết tôi luôn hả? Dạ. Nói vậy á, bởi vì hai mẹ con với hai chị em vậy đó, vui lắm. Dạ. Cậu đừng có để tâm làm gì. Dạ. Mà thật ra tôi muốn gả chồng cho nó cho rồi. Con gái trong nhà như hũ mắm trên đầu giường, không biết nổ lúc nào. Phiền lắm cậu ơi. Dạ. Má kỳ Gì? quá à. Gì kỳ? Má nói xấu con hoài à. Thôi con đi nha má. Bye bye má. Bye bye anh. Ừ. Đi sớm đi sớm nha con. Dạ. Thấy nó làm vậy chứ mà nó làm vợ là số 1 đó nha. Dạ. Tôi tin chắc là vậy. Ủa mà dì kêu con qua sửa cái ống gì đó mà sao con đâu thấy đâu dì?
thì đi ra sau rồi đóng những cái mái nhà đó. Dạ, dạ. Gió nó tóc lên tóc xuống hoài, nhà không dạ, có đàn ông. Dạ. Cậu thấy con gái tôi á, cái tướng nó như con cá hố vậy đó, nhưng mà cái tâm hồn của nó không có khô. Tâm hồn của nó ướt át lắm, tình cảm lắm. Nó làm vợ là số 1 nha. Đi 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 ra sao rồi tôi nói chuyện tiếp với cậu nghe. Anh đi nha. Anh cho em gửi lời chúc mừng anh Tú nha. Tiếc quá, em còn yếu nên không có đi được. Không sao đâu, Tú hiểu mà. Anh sẽ về sớm thôi. Anh khóa trái cửa đi, em không có đi ra ngoài đâu. Ừ, anh đi ha. Dạ. Thôi con đi mình con đi. Chắc là nó kẹt xe đó. Trao giải mà tới trễ có ăn sao được. Kỳ lắm, thôi con đi đi. Anh Quân nói tới đón con mà. Ông này bực mình thiệt. Thôi đi đi con ơi, chứ để người ta trao hết giải làm sao. Vậy trời ơi, ngoại này giải thưởng làm như suất cơm vậy, sợ người ta giao hết. Chứ làm sao, kêu điện thoại thử dạ. Nó coi con. Alo, anh đang tới, thưa ngài. Nó nói làm sao? Nó sắp tới hả? Dạ anh sắp tới rồi. Ngoài đừng lo. Hồi hộp chứ con. Coi ngoại kìa. Vậy tưởng người đi nhận giải là ngoại chứ không phải là con nữa. Hồi hộp chứ con. Hồi hộp dữ lắm à. Thôi ngoại đi với con nghe. Trong lúc chờ anh Quân tới, ngoại đi thay đồ đi. Thôi thôi dạ. thôi. Đi. Con nói có ngoại đi nữa nên anh mới qua trước đó. Thôi mà, ngoại đi làm gì không biết nữa. Tự nhiên tới đó trao giải cái ngoại mừng với ngoại khóc. Người ta dòm ta cười chết đi. Tự nhiên ngờ ngờ vậy mà đi với bà già khóc mắt mũi kèm nhèm. Con gái nó chạy mất bất đắc cái chứ. Thì đi bên cạnh ngoại nè mới thấy con đẹp trai chứ. Vậy đẹp trai. Ừ. Đẹp trai dữ ha. Ừ. Xin lỗi nha. Cái hồi mà bà ngoại con còn trẻ đi ha, cỡ con đi ha, là sắp hàng dài cả cây số mới tới gặp được nội đó con. Gặp ngoại được coi đó kìa, con. Coi kìa, coi mặt ngoại chảnh kìa. Chảnh chảnh kìa. Thôi gọi lại cái ông Quân nó dạ. Tới chưa con. Alo. Alo, anh hả? Ừ, anh nghe nè. Anh ơi, con em nó làm sao á? Sao? Em không biết con, nữa. Con sao em? Sao được con? Máy anh bận hoài. Máy nó bận phải không? Dạ. Bây giờ con gọi nó lần nữa đi. Nhiều khi người ta mới gọi. Sao? Lại bận nữa rồi ngoại ơi. Trời đất ơi, rồi. Cái thằng, hay là con đi một mình con đi? Dạ. Chắc con đi một mình à? Ừ. Dạ trễ rồi, thôi con đi nha ngoại. Ừ. Đi cẩn thận nghe không? Dạ. Bánh em làm đó, không phải mua đâu nha. Wow, em khéo tay quá. Anh tưởng phải ngồi một mình chờ ông già Tú chứ. Sao em không đến buổi trao giải của Tú? Em không thích mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt như vậy. Em thấy không quen. Nhưng mà em có nhắn tin bình chọn cho anh Tú rồi. Anh thổi nến đi. Đợi hai anh kia tới chắc còn lâu lắm. Thổi nến của em trước. À, lát nữa anh Quân Vinh Tú tới, đầy hoa và quà, em sẽ không cạnh tranh lại đâu nha. Anh cảm ơn em. Ước gì ngày nào cũng được như ngày hôm nay. Ngày nào cũng là sinh nhật. Vậy thì anh sẽ già đi mỗi ngày đó. Anh thổi nến đi. Rồi coi bánh kem của em làm có ngon không. Coi em ở tiệm cạnh tranh với ba em được chưa.
Cảm ơn em. Sao em biết anh ở đây vậy? Không xem chương trình của Tú hả? Anh Quân nói em tưởng anh ở đây một mình chở anh Quân và Tú ra. Thôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha. Em là khách không mời, em về đây. Chị đã tới rồi thì ở lại luôn đi. Ờ, nhưng mà em đã lỡ tới rồi thì ngồi xuống xíu đi em. Thôi, nhưng mà em về đây. Đằng kia kìa. Minh Tú nè, khai mạc rồi. Dạ dạ dạ, em biết rồi. Dạ. Chị, làm ơn cho em ở lại với con em đi chị. Làm ơn. Chị. Làm ơn đi. Lỗi tay em hết anh ơi. Gia Linh à, em bình tĩnh đi. Bác sĩ đang làm việc mà. Thấy anh không sao đâu. Trời ơi, làm gì động đất hay sao? Mới đi đã về vậy con? Sao vậy con? Sao tự nhiên mặt con ủ rũ vậy con? Có chuyện gì nói cho Tú nghe đi con. Đừng có làm mẹ sợ với con. Hả? Có trai nào không hiếp con phải không? Còn nói đi, má đi xử nó cho coi. Hả? Ủa sao vậy con? Má ơi, con buồn quá. Con khổ. Con đau lòng quá. Con muốn chết quá. Bậy. Nên má cưng nè. Đừng có nói bậy nghe chưa. Trời ơi, giờ con mà chết rồi má sống với ai hả? Con nói má nghe đi. Nói má nghe đi. Con đừng khóc nữa hả? Được rồi, con nói phải không? Con nói thì khóc lớn lên. Khóc lớn lên cho nó nhẹ lòng phải không? Rồi xong rồi nói má mi nghe không? Khóc lớn lên đi con. Hét lớn lên cũng được nữa. Khóc đi con. Khóc, khóc, khóc đi con. Ôi, thằng cháu tôi, thằng cháu tôi nó đoạt giải đó. Trời, xin từ Phật phù hộ cho cháu tôi đoạt giải mà. Nhỏ này nó có đặc hộ mình vậy trời. Xin chúc mừng Phúc. Chúc mừng anh đã vượt qua những gương mặt đáng gờm nhất để giành chiến thắng trong năm nay. Xin chúc mừng. Giả đò là mình. Mình ngủ quên. Mình không có coi.
Thôi phải rồi. Dạ, sao rồi bác sĩ? Bác sĩ, cháu bé bị sặc sữa khá nặng. Anh chị mà chậm một chút là bé có thể bị suy hô hấp, rất nguy hiểm. Giờ thì ổn rồi, nhưng phải thở bằng máy. Cháu phải nằm cấp cứu hết đêm để theo dõi. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Em xin lỗi, em đã làm cho sinh nhật của anh mất vui. Anh phải xin lỗi em mới đúng chứ. Tôi coi như là một đều nha. Chị Hường đó có vẻ thích anh quá ha. Sao anh không thích chị? Nhưng anh chuyện tình cảm mà, đâu phải là người nào thích mình rồi mình thích người đó lại đâu em. Trái tim anh đã dành cho người khác rồi. Không biết anh Hà với anh Tú làm gì giờ này. Chắc kết quả làm anh Tú buồn lắm. Anh Tú giống như ngôi sao cô đơn. Có lần anh nói với em, tính ra Phương Anh còn may mắn hơn anh nhiều. Anh mãi là một đứa trẻ mồ côi mà không ai đến nhận hết. Đời em sẽ luôn ngập tràn ánh bình minh. Có em gần anh ngày thăm xa. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Anh tặng anh. Cảm ơn nhiều nha. Ông Phát, ông Phát. Ông có thể nói cảm giác lúc này của ông không ạ? Cô có hỏi nhầm người không? Dạ. Người cần nói cảm xúc á là anh diễn viên đằng kia kìa. Nhưng mà ai cũng biết chắc á là phần thắng đêm nay thuộc về Minh Tú, diễn viên độc quyền của tập đoàn truyền thông Minh Phát mà. Vì duy chỉ có Minh Tú và Kim Thanh là những nam nữ diễn viên có nhiều fan nhất thôi à. Vậy thì cô nên hỏi Minh Tú và fan club của anh ta. Kết quả cuối cùng á thuộc về khán giả mà cô. Nhưng ai cũng biết á là số fan của Minh Tú còn cao hơn cả số phiếu bầu của diễn viên Trịnh Phúc nữa. Ông thấy sao? Hay là đã có sự thay đổi, can thiệp ngầm nào đó để thay đổi kết quả không? Thật là buồn cười. Hy vọng là cô viết báo không dựa vào những lời đồn đãi như vậy. Cái giải thưởng này á là thành quả của cá nhân. Ai được vinh danh thì người đó hưởng. Nhưng gần đây có lời đồn là Minh Tú có ý định rời khỏi tập đoàn Minh Phát. Đây không phải là thiệt hại lớn đối với công ty của ông sao? Chúng tôi làm phim quan tâm tới chất lượng nghệ thuật và lợi nhuận. Để có được điều đó, chúng tôi chiêu mộ toàn người giỏi. Nếu ai rất phong độ, từ người đó có câu trả lời. Ngoài người ta về hết rồi, sao cậu chưa về? Ở nhà con gái tôi
Nó hâm mộ cậu dữ lắm. Cả cái bàn học của nó dán đầy hình của cậu. Hôm nay á, nó cứ đòi theo tôi vô đây dọn vệ sinh để mà ủng hộ cậu. Nó có mượn điện thoại của bạn nó để nhắn tin cho cậu, nhưng mà tôi không hiểu làm sao. Con gái cô tên gì? Dạ, con gái tôi nó tên là Minh Anh. Tặng cô và con gái cô. Trời ơi, cảm ơn cậu nghe. Chắc là con tôi nó mừng lắm. Cảm ơn cậu nghe. Cô ở lại làm việc, con về trước nha. Ừ, cậu về nghe. Dạ. Liệu mình có nặng tay quá không anh? Cậu làm ăn không nên có tình cảm như vậy. Không nên. Tập đoàn mình mới mở rộng qua lĩnh vực phim ảnh, đã bị thằng nhóc đó làm mưa làm gió rồi. Mình không cảnh cáo dằn mặt tụi nhỏ, tụi nó sẽ lấn lướt. Tôi nói cho cậu biết á, đòn roi nào mà không đau. Hồi xưa làm ăn tôi còn bị nhiều vố đau hơn tụi nó nhiều. Có lúc đó, tôi tưởng trắng tay rồi. Lúc đó tôi nghĩ, nếu mà họ nói tôi quỳ lại thì tôi cũng quỳ lại. Giữ được tài sản tôi sẵn sàng. Còn bây giờ so với mấy đứa này, mấy cái danh hiệu thì nhầm nhò gì. Dạ. Alo. Dạ má hả? Dạ không sao đâu má. Dạ thôi, có Gia Linh trong đó rồi. Dạ sáng mai hãy vô, bây giờ vô cũng đâu có giải quyết được gì đâu, rồi lại mất ngủ thêm nữa. Dạ, dạ má ngủ sớm đi, có gì con sẽ gọi. Dạ, má ngủ ngon. Alo. Dạ, ngoại hả ngoại? Dạ Minh Tú về nhà chưa ngoại? Dạ, nó hẹn con đi uống bia chút xíu rồi về. Con tưởng đâu là nó về nhà nó thay đồ chứ. Dạ thì chắc là nó đi đổ xăng rồi ngoại. Dạ. Dạ ngoại ngủ sớm đi, con đang đợi nó. Cậu tìm diễn viên Minh Tú hả? Đi dạ. Rồi, đi nãy giờ rồi. Dạ mà sao cô biết? Thì đây nè, trước khi đi á, cậu ấy tặng cho con gái tôi tấm hình nè. Nhưng mà tôi thấy cậu ấy buồn lắm. Dạ con cảm ơn cô. Ừ. Khi bực mình, em khoái nhất là chạy ra biển. Không sao đâu, kết quả đã như vậy rồi, Thịnh có đến hay không đến cũng vậy thôi. Nhưng thất bại lần này chắc anh Tú Huynh buồn lắm. Anh đi coi ảnh sao đi. Sao gọi hoài không được vậy anh? Ừ, rồi dậy đi nha. Có gì gọi điện thoại cho anh nha. Lạy trời lạy Phật, phò hộ cho thằng Tú, cháu ngoại của con, nó vượt qua cú sốc này. Tú ơi, cố lên con, cố lên nghiêng Tú.
Đứng lên. Anh nói em đứng lên. Thằng Quân đi đâu mà không đón? Để hai mẹ con suốt gì một mình vậy? Anh ở trọng với con á cả đêm rồi. Gần sáng á con thấy anh mệt quá nên con kêu anh về trước. Cái thằng này thiệt là giọng hoài cũng vậy, chứ nào tật nấy không à. Tại con nôn về nên con không có báo cho anh tới đón con. Con đó là con không được binh nó đâu đó. Bác đẻ ra nó, bác biết tính nó chứ. Cái thằng cứ cái gì liên quan tới công việc là nó quên hết gia đình và bạn bè. Còn đó là còn phải nhắc nhở nó đó nghe. Dạ. Uống đi, uống chút xíu cho ấm người. Đúng là ngu hết chỗ nói. Chuyện dễ thương, không được năm này thì mình cố gắng được vào năm sau. Không có giải thưởng này thì còn nhiều giải thưởng khác. Hành hạ mình vậy cuối cùng được gì? Để người khác thêm hả hơi à? Không biết đến bao giờ mới là người lớn được. Sao anh nói nhiều quá vậy? Chắc anh cũng nằm trong nhóm hả hê hả? Nói danh như vậy mà em nghe được hả? Bao nhiêu năm qua đối xử với em ra sao? Để bây giờ em nói với em một câu coi như người dưng vậy hả? Đủ rồi. Uống chấm chứ phải uống cho chết. Xin lỗi, đêm qua con Gia Linh phải nhập viện cấp cứu. Lúc đến gần đến nhà em rồi, nhưng buộc anh phải quay lại. Lúc nào anh cũng có lý do chính đáng hết. Em cứ nghĩ là anh sẽ ủng hộ em, dù có chuyện gì anh cũng ủng hộ em. Ngoài ngoại ra em chỉ có mình anh thôi. Bây giờ thì em hiểu rồi. Em không còn nằm trong sự quan tâm của anh nữa. Tú, Tú, nè. Đừng có nói nhiều nữa, cho tôi gặp quản lý đi. Không cần biết, cho tôi gặp quản lý của cô đi. Chị ơi, chị thông cảm, em gọi rồi, chị chờ chút xíu nha. Công ty cổ phần truyền thông giải trí Minh Phát, công ty lớn vậy nè, đồ sổ vậy nè, có mấy triệu đồng gạt tụi này là sao vậy? Chị thông cảm, chị đừng có làm ồn ở đây nha. Tôi không cần chị biết gì hết, quản lý đâu. Thông cảm gì, tiền bạc là trên hết. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Dạ chào anh. Chuyện gì vậy em? Hoàng tử truyền hình ngã ngựa vào phút thứ 89. Một cuộc về đích ngoạn mục của gương mặt mới Trịnh Phúc đã xoán ngôi nam diễn viên Minh Tú, vốn là ứng cử viên số 1 trong cuộc tranh giành thương hiệu ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất. Chảnh nè con. Bài đặt hả? Đọc gì cười vui vậy? Vậy cơ mà luôn à? Sao ông lo đi làm rồi ở nhà ăn không ngồi rồi kiểu đó, là tiền đâu đóng tiền nhà cho tôi? Miễn sao có thì thôi, chưa tới cuối tháng mà bà gì.
Mà nè. Gì? Lần sau không có kiểu vào nhà mà bất tử như vậy nghe. Để cẩn thận, thấy những cảnh không đáng thấy nghe bà dì. Thứ nhất, tôi đẻ rồi một lần 10 đứa cho cậu cũng được. Cậu là đáng con, đáng cháu của tôi thôi. Thấy chưa? Tôi vô bất tử mà có thấy đối với tôi cũng bình thường. Thứ hai, đây là nhà trọ của tôi. Tôi có quyền vô bất tử để tôi kiểm tra. Bao nhiêu lần tôi đã nói với cậu rồi, là không ký hợp đồng làm việc với thằng Khanh nữa. Nó làm tôi mất mặt bao nhiêu lần rồi cậu thấy không? Cậu phải coi lại cách dùng người của cậu đi chứ. Tiền bạc không đáng bao nhiêu, nhưng mà tên tuổi bao nhiêu năm gầy dựng uy tín của tôi cậu để đâu? Chỉ vì ba cái chuyện lùm xùm như thế này thôi. Dạ, em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm. Đừng có nói như là thừa thải đó nữa. Tìm thằng Khanh, lôi đầu nó về đây cho tôi. Dạ. Nhưng mà... Không có những nghĩ gì hết. Phải tìm cho bằng được. Dạ. Khoan đã. Xuống phòng kế toán, làm tạm ứng trả cách xe cho mấy cô người mẫu luôn đi. Dạ. Còn nữa? Còn gì nữa anh? Chuẩn bị hồ sơ thanh lý hợp đồng cho thằng Minh Tú luôn. Dạ. Anh tha cho tôi. Dạ. Một cái màn khác. Dạ. Rồi đặt cái bàn ở đây. À. Cái bàn này là dành cho Thế Quân. Rồi cái bàn ở đây ha. À. Còn toàn bộ ghế nhân viên á, mình sẽ đẩy ra kia hết. Dạ. Còn chỗ này nè, mình sẽ để một cái tủ sách. Dạ. Để mình để hồ sơ ha. À. Rồi trước mắt á là em dọn vậy trước đi. Dạ. Cứ vậy đi ha. Xong rồi mình sẽ thiết kế lại cho nó phù hợp hơn ha. Rồi. Ê, Đan. Rồi, sao rồi? Mày làm gì mà mặt mày bơ phở vậy? Ủa, làm cha thấy gớm lắm hả? Làm cha trẻ con thì không đến nỗi vậy đâu. Làm cha cái công ty con này mới ra nông nỗi vậy nè. Ồ, may cho tao quá. Tao chỉ là dì ghẻ thôi. Ôi, giỡn vừa thôi Quý. Sáng giờ Cẩm Hương có ghé không? Chưa thấy cổ đâu hết. Mà cổ nói là sáng nay cầm tiền để đi đặt lại bản hiệu cho công ty, mà chẳng thấy đâu á. Ừ, mày với Cẩm Hương ráng lo vụ này giùm tao nha. Tao chạy qua phòng thu tao coi mấy cái bản nhạc phó cho phim cái. Ok. Mà nè, nhớ hỏi cổ thử coi cái vụ mà cái kệ vách ngăn này xong chưa. Rồi tao biết rồi. À, mày biết gì không? Gì? Tao đi đặt mấy cái ghế á, cho mỗi người mỗi màu á. Mày biết người ta tưởng gì không? Tưởng gì? Nhà trẻ. À, thì họ nói cũng đúng. Mình phục vụ cho thiếu nhi mà. Ờ ha, cũng đúng. Nhưng mà nhất định là cuối tuần này khai trương đúng không? Nhất định. Ok, vậy mày cứ để mọi thứ tao lo cho. Ok. Vậy đi ha, bye bye. Anh uống nước đi. À. Anh có hay tin là thằng con trai của anh chuẩn bị mở công ty nụ cười dược không? Bà nhà tôi có nói. Em phải công nhận thằng Quân á, vừa học giỏi, vừa có chí, lại vừa có tài. Anh ủng hộ nó quả là không sai. Không ủng hộ nó biết làm gì với cái thằng con ương bướng đó chứ. Giận dỗi nè, hăm dọa nè, tức giận nè, đủ trò, nó có thèm nghe đâu. Nó không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi. Mà cha con của anh á cũng thiệt là ngộ nha. Người ta thì bằng mặt không bằng lòng, còn cha con anh á bằng lòng mà không bằng mặt. Tôi thì rành tính nó mà. Cái thằng đó phải vấp sự cản trở thì nó mới quyết tâm. Chứ ai cũng ủng hộ nó, nó dễ buông xuôi lắm. Mẹ nó thì đóng vai hiền. Tất nhiên là tôi phải đóng vai ác rồi. Bây giờ để em dán cái bức màn bí mật được chưa? Để cho con anh hòa giải nhau luôn. Ê không, chú cứ để nguyên như vậy là được rồi. Tôi không muốn thằng Quân biết tôi bỏ vốn ra giúp nó. Chừng nào
nó tự lực cánh sinh được á, thì lúc đó mới tính. Nhưng chứ bây giờ mà nói á, hư bột hư đường hết. Anh là người cha có 102 đó nha. Giá mà em có thể tìm lại được thằng con trai, nhất định em cũng sẽ đối xử tử tế với nó. Rồi sẽ đến lúc đó mà. Trời đất mẹ ơi, có chuyện gì nữa đây? Sao sáng tới giờ đổ bể tùm lum mà sao con mắt nó cứ giật giật? Trời đất ơi, đúng là tới liền.